Hello anh em nha. Anh em thông cảm lúc 20 giờ 30 thì bây giờ 21 giờ chậm mất 30 phút. Anh em thông cảm. Do mình bận công việc chút nha anh em. Rồi thì hôm nay anh em nào vào thì hôm nay mình sẽ review cho anh em dùng cái Smart FI. Đấy. Smart FI này cho anh em sử dụng qua điện thoại Android cũng hay, cái gì cũng có cái hay riêng của nó anh em ạ. Rồi cả nhà cho cái chia sẻ nha. Hello cả nhà. Lưu Thắng, Lê Tuấn chào anh em. Đấy, cho anh em sử dụng những cái bản mà nó rẻ tiền đấy, xài nó có cái gì trong này thì mình sẽ hướng dẫn hết mọi người luôn. Chia sẻ anh em ơi. Chia sẻ anh em ơi. Rồi, hello chào cả nhà nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ review luôn. Thì cái này cài đặt trên điện thoại cực kỳ là dễ. Chúng ta chỉ cần tải vào CH Play. Đấy, chúng ta chỉ cần vào CH Play. Chúng ta sẽ bấm chữ SMARTFI. Đấy, chúng ta tải về. Đó. Chúng ta vào CH Play, chúng ta chỉ tải cái ứng dụng này về cái là xong. Rồi chúng ta sẽ nhập vào. Có cái mã số đi kèm theo, anh em chỉ cần nhập vào là xong. Đây. Đó. Ok. Đó thì vui lòng. Lúc này chúng ta cài đặt Bluetooth. Đó. Thì lúc này anh em sẽ lấy cái bộ này ra. Đấy, cái này có mã số cho anh em cài cực kỳ là dễ. Đây, nó có tờ giấy này kèm theo mấy mã số. Đó, anh em chỉ cần kích hoạt cái mã số vào là xong. Rồi ở đây cho anh em là cái gì? Đấy, cáp. Biazo. Adwem. Đó, cáp rất chi là chắc chắn của công ty Nam Trang. Rồi. Cáp này cáp của IA. 2 kẹp. Rất tuyệt vời, cáp rất chắc chắn, cứng nha. Cáp này chắc là hơi bị bền á. Rồi, sợi thứ 3 là của Honda. Honda. Rồi, bây giờ chúng ta sử dụng dòng xe Honda, anh em sẽ kết nối cục xin như bao diêm. Đấy, cục này y xì bao diêm to, bao diêm tí thôi. Đó. Bluetooth. Đấy, Smart TV. Cái này ở nhiệt độ khoảng 10 đến 50 độ C. Hệ điều hành Android và iOS. SOS, iOS. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Ok. Rồi cực kỳ, anh em chỉ cần gắn bụp. Đó, rồi chúng ta sẽ kết nối cổng Galay đây ạ. Đây. Rồi. Giá 4,5 triệu anh em ạ. Đó, full dòng xe. Giá này có 4,5 triệu xong, toàn ten toàn ten. Đó, anh em thấy không? Toàn ten toàn ten. Đó. Rồi. Lúc này anh em sẽ mở công tắc máy
Đó, tít, nó kêu lên tít. Đó. Cái này đáng lẽ phải làm cái bóng đèn led ở đây mới đúng rồi. Đúng ra đây phải làm cái bóng đèn led, khi nguồn nó có rồi bóng đèn led nó sáng ở đây ha. Nó tít thôi. Đó, nó tít thôi. Đó. Nó tít. À, nó tít. Đó, nó kêu tít. Không em hiểu không? Đáng lẽ cái này phải làm cái bóng đèn led. Lúc này có điện áp 12V thì nó sáng lên là ngon. Cái này thiếu cái bóng đèn. Tít, nó chỉ kêu tít thôi. Tít. Chúng ta nghe thấy tiếng tít. Không còn tiếng tít nữa, coi như là toang. Thì chúng ta phải bảo hành. Cái này chẳng có gì bền cả, nước chẳng ở vào. Thì khá là bền. Rồi. Bật khóa điện. Lúc này chúng ta sẽ cài đặt Bluetooth. Đó, Bluetooth cực kỳ đơn giản. Đấy. Hoặc là đầu tiên chúng ta sẽ vào Bluetooth trước. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ vào đây cài đặt Bluetooth. Rồi, đó. Chúng ta nhìn thấy không? Smart FI. Đây là cái số của chúng ta này. Đó, bấm vào. Xong. Tít. Đó. Ok. Được chưa? Rồi, chúng ta thoát đi nè. Đó, vào hết. Chúng ta sẽ kéo. Kéo hoặc là chúng ta sẽ để màn hình ở đâu á, tùy. Đây, kéo qua đây cũng được. Đấy, qua đây cho rộng. Rồi cho mình nằm lên đây luôn. Ok. À. Đi. Bật vị trí cài đặt. Rồi, vị trí cài đặt. Nghe thấy không? Đấy, ok, thấy không? Đây thì hoặc là anh em thoát ra hết. Đầu tiên anh em sẽ bật vào đây là kéo màn hình này. Đây. Đó, anh em bật vị trí này. Bluetooth này, ở đây là cái wifi. Đấy, đầu tiên vào chúng ta có thể bật Bluetooth, bật vị trí cũng được. À, bật trước cũng được. Hoặc là bật sau tùy. Rồi. Ok. Smart. Cái này như kiểu mà smartphone đấy. Cái này gọi là Smart FI. Rồi. Ok. Đấy, cái mã số nữa anh em bấm vào. Rồi, chạy cực nhanh đó. Nó sẽ là ra hệ thống động cơ, hệ thống fan ABS, remap tuning. Ê, mọi người không? Đây, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Màu đỏ là hầu như chúng ta chơi phá kỷ lục đấy, là vượt đèn đỏ đấy ạ. Rồi, bây giờ anh em sẽ vào động cơ. Rồi, ở đây có hai phương án để anh em chọn. Một là chuẩn đoán tự động, hai là thủ công nha. Rồi anh em hãy vào thủ công. Rồi mình để camera sát xuống, để camera sát xuống cho anh em. Em chờ chút, mình gắn cái này vào chút. Rồi, nó hơi bị thấp không? Cho lên đây chút đi. Cho anh em coi cho nó dễ. Cho anh em cầm nó hơi bị rung. Rồi, anh em thấy chưa? À, cố gắng để cho anh em rõ không, anh em coi rõ không? Rồi ok nhá, rõ nhá, cả nhà coi được không nhỉ? Em lót thêm cái nữa, lót thêm cái nồi lên đó. Ok
Đấy, phải cho mọi người xem nó nét đồ chúc chứ. Rồi, ai mà để nó mù mịt lên đúng không ạ? Rồi. Rồi, nét rồi đó mọi người ơi. Rồi, chúng ta sẽ vào là thủ công cũng được. Đó, chúng ta sẽ chọn với cái dòng xe Honda. Chúng ta xe này xe gì? Vision. Đó, chúng ta kéo lên rất nhiều xe. Đấy, có hai phương án chọn, tự động và thủ công. Đấy, Vision rất nhiều. Đó, nghe thấy không? Full dòng xe. Nói chung là máy chẩn đoán sao nó vậy. Đó, Vision 2021. Đó, Vision 2013 là đề từ rồi đó. 2012 Winner. Rồi, chạy cực nhanh nhanh em. Đó, ở đây cho chúng ta ra hệ thống động cơ. Đâu nhà tìm ra được hay không? Ok, hết. Đọc lỗi như tất cả những máy chẩn đoán, xóa lỗi dữ liệu động cơ, kiểm tra khí thải, phân tích dữ liệu. Đấy, chức năng đặc biệt xem lại dữ liệu đã lưu và cái thông tin xe. Đó, xe này là hãng Honda, xe Vision. Phân khối cái này để cho anh em biết rằng ở xe gì luôn. Đấy, phân khối bao nhiêu? 110cc. Xe này có Slovakia, có nơi sản xuất Việt Nam. Rồi, năm sản xuất 2019. Mã phụ tùng Capo 4P, V91 và V01. Rồi mã ECM còn zin 1101, loại IC. Đấy. Citigen. Đó. Ok, rồi mình thoát. Bấm đây. Rồi bây giờ mình đọc cái lỗi. Chạy cực nhanh nha anh em. ECU không có mã lỗi. Ok. Rồi. Đấy, có thì chúng ta sẽ xóa. Đấy, bị xóa đi. Chạy nhanh cực. Rồi, thoát. Được chưa? Dữ liệu động cơ. Rồi, tất cả đây là chọn. Chọn hết rồi thì chúng ta không cần phải bấm như thế này nữa. Chúng ta vào OK. Đó, anh em thấy từ OK không? OK. Rồi, cái này có 4 triệu mấy. Đó, tốc độ động cơ 0 vòng trên phút, thời gian full, góc đến lửa, vị trí bấm ga là OK nè. Đấy, chúng ta nhìn lên nè. À, 72 độ. Nếu tiền hàng xe bị thế này thì chúng ta sẽ bấm vào. À, xem nào. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cái này là cái biểu đồ ấy, mọi người thấy không? Đây này, nó thay vì cho anh em được 7 mấy độ này. À, mát này. À, min này, mát. Đó, thả về này, đó, biểu đồ. Đó, chúng ta gọi là tim điện mặt đấy, tim mặt. Đấy, này. Đấy, chúng ta thấy không? Con nó bỏ ga giải nào này, đó. Đó, đang kéo ga này. À, con này chết TB rồi, đó, tụt. Đó, tụt này anh em này, cái giải tụt này. Đó, tụt này. Đó, tụt này, đó, nó phải trên 70 độ này. Đó, nó ở cái giải này, chúng ta nhịp ga, lại tụt này. Vậy là con này bị chết TB chẳng hạn như vậy. Rồi thay TB. Ok, cái giải này trên 70 độ này. Cao nhất là cái lúc này chúng ta thăng hoa nhất. Đó. Thăng hoa hết cả cuộc đời anh em thấy không? Ok. Đó. 4 triệu mấy. 23 là đề từ đã, 23 đến 29 anh trai ơi. Vision từ đầu là 11, 12 là hết rồi. Cái này 13 cho tới 19 nha. 14 đề từ rồi, máy nó báo 13, mình vào nó không được. Anh em thấy không, kiểm tra TB những cái giải này. Nè, hiện tại này không này, hết ga này. Nếu mà nó không đạt được 72 độ ấy, nó như thế này này. Đây là TB chết. Và dưới này cũng chỉ cho anh em là min này. Min này. Tuyệt vời. Rồi, thoát ra, quay lại. Đã như vậy. Rồi, đó, không. Rồi, thời gian full. Đó.
vân vân, cảm biến O2, rồi nhiệt độ động cơ, nhiệt độ khí nạp, tủ nguyên liệu, hệ số môi trường bơm xăng đang ọp cho chống nghiêng. À, xe này không khởi động được. À, xe này của anh chị không khởi động được, xe này của anh chị bị do cho chống nghiêng. Đấy, chúng ta nên thay thế. 4.6 triệu, 6.4 triệu, 8.4 triệu, 8.4 triệu là full remap. Rồi, bị chân trống. Đấy, mọi người thấy không? On. Đấy, mọi người thấy không? Rơ lay khởi động. Tín hiệu khởi động này, mọi người nhìn này. Tín hiệu khởi động nhìn on này. Đó, nhưng tại sao chưa khởi động được? À, xe này hư, IC không rập mát cho relay. Nếu mà chân trống này nó ọp mà tín hiệu khởi động này đề on mà relay khởi động này không on, có nghĩa là chết mặt IC. Đó. Rồi, ở đây đầu nối SCS đang hở là chúng ta đang kết nối cổng Calai. Đèn min đang ọp. Ở đây mọi khi anh em không biết là cái van FISV là cái gì, nó chỉ cho anh em là van cầm chừng nhăn chuẩn bị nó on nè. Nó on trong vòng khoảng 7S ở nhiệt độ dưới 40 độ C. Anh em nhìn van từ cầm chừng nhăn, bữa nay nó dịch ra tiếng Việt rồi. Còn ngày xưa tất cả máy chẩn đoán là nó ghi là FISV chẳng hạn như thế nha. Rất thông minh. Đó, anh em nhìn này, nó on này, van từ cầm chừng on này trong vòng khoảng 7 giây nhá. Đó, thấy chưa? Nên nhiều anh em làm nghề không biết 4 triệu mấy cái à. Đấy. Rồi, mọi người nhìn này. Tí nữa còn cái hay, anh em chờ chút nữa còn cái hay lắm. Đó, cái này, đấy. RPM thời gian full, anh em chờ trong giây lát, nó còn cái hay lắm mọi người ạ. Chờ chút xíu nữa. Đó, anh em chờ chút nữa nha. Cái này là 4 triệu rưỡi nha anh em. Đó, anh em có thể xài trên điện thoại. Anh em chờ chút. Rồi, nhiệt độ động cơ hiện tại đang là 51 độ C. Tí nữa sẽ có cái hay cho anh em. Anh em chờ trong giây lát. À, đừng thoát khỏi màn hình nha anh em. Chờ trong giây lát có nhiều cái hay. Chờ nhiệt độ trên 80 độ C, anh em sẽ thấy cái hay.
chia sẻ mặt like lên anh em ơi. Chia sẻ mặt like lên. Dạ. Chia sẻ anh em ơi. 67 độ rồi. À. Rồi điện thoại không nóng nha anh em. À, cái này kết nối qua Bluetooth nha. Rồi, giá trị tối ưu nguyên liệu. Tuyệt vời. Chữ rất to nha anh em. Đấy, tất cả chữ bằng tiếng Việt nha anh em. Có dấu đồng hoàng nha. Đấy, đèn báo lỗi nha cả nhà. Chia sẻ lên anh em ơi. Rồi, nhiệt độ chờ chút nữa. Anh em chờ trong giây lát chút. Rồi, góc ánh lửa, thời gian full đẹp nha. RVM đẹp, anh em chờ trong giây lát. Nói chung 4 triệu rưỡi cũng được anh em ạ. Còn anh em muốn mở tour giá nó cao hơn chút nha anh em. Kết nối chạy nhanh lắm. Đây mình thoát ra lại này. Đây này. Thoát ra lại này. Chưa? Vào này. Nhanh cực kỳ nha anh em. Như máy chẩn đoán luôn. Đó. Bấm vào đây cái. Đó. Bấm đây cái. Thử coi tự động luôn nào. Đó, anh em thấy không? Chuẩn đoán. Dữ liệu. Ok. Đó, thấy không? Nó nhanh tới mức độ như vậy. Anh em chờ giây lát nữa. Anh em có thể đi từ xa. Mình coi mình đi từ xa xem nào. Đợi xe nào. Rồi, mình ra ngoài chút nha. Có xài được không nha. Xe nào. Đó. Ok chưa? Là vẫn kết nối này. Có xa không nha. Qua cái này được luôn. Bluetooth mặn gớm nha anh em. Oh. Đó, anh em nhìn này. Yeah. Mạnh ghê không anh em? Đó, cái này hai mấy mét này nha. Đó. Đây. Đây, cảm biến oxy này anh em này, thấy không? Trong dài này, nhiệt độ cho 82 độ C này. Xa gớm anh em. Đó, mình ngồi đây. Anh em không? Đó, mình ngồi đây mình chơi thôi, mình qua đường nha. Đường tâm đường này mười mấy mét nha anh em nha. Ok. Đó. Có hay không? Xa 20 mét hơn anh trai. Hơn 20 mét. Rồi tiếp tục. Bây giờ có cái hay nè. Nhiều anh em nào thợ yếu nè. Thì chúng ta cũng biết ngay nè. Đây. Chúng ta thoát ra. Rồi chúng ta phân tích dữ liệu động cơ. Bây giờ chúng ta không vào dữ liệu nữa. Chúng ta hãy vào cái từ phân tích dữ liệu động cơ. Rồi máy bảo chúng ta phải đủ điều kiện.
ở nhiệt độ trên 80 độ C, nổ ít nhất trong vòng 10 phút. Ok, chạy cực kỳ nhanh đó anh em, thấy không? Cái nào nó ok là ở trạng thái màu xanh, thời gian full cho phép anh em từ 1.9 cho tới 2.3. rồi nó nằm ở 2.2, cái này lâu lâu nó nhảy qua đỏ chút là ok này. 1.600 cho tới 1.800 thì anh em sẽ biết rằng cái ngưỡng của nó từ 1.600 cho tới 1.800 để anh em chỉnh. Đấy mọi người thấy không? Đấy, rồi góc cái lửa này từ 7 cho tới 7 độ nhưng ở đây là ok tạm thời. Đấy, màu đỏ. Rồi vị trí bấm ga cho anh em từ 0 cho tới 0, nếu 0.5 độ thì anh em phải chỉnh nó lại. Đây, cái mức của nó là 0 và 0. Rồi cảm biến O2, cảm biến vị trí bấm ga cho anh em từ 290mV cho tới 720mV. Nếu mà nó nằm ở dưới thì anh em có thể chỉnh, nằm cao hơn thì anh em có thể bẻ nó về. O2 nó cho anh em trong cái giải là từ 100. Đây là gợi ý nhá. Đây nè. Đó. Rồi, cái này cho phép anh em từ 100 cho tới 900. Nếu 1V ấy là ngoài giải thì anh em phải kiểm tra áp bơm kim phun. Ví dụ ở đây nó sẽ là hơn 1V, mình sẽ làm cho anh em xem này. Nha, mình sẽ làm cho cả nhà xem. Cả nhà chờ trong giây lát. Đó anh em thấy không? Rồi chờ chút thì anh em sẽ gợi ý. Đó, trạng thái không tốt rồi đấy. Cái này là O2 cao. Rồi thì anh em có thể là mô phẩm vào trong này, vào cái hình chấm than, bấm vào chấm than này. Đó, nếu điện áp cao hơn là 1.400mV là cảm biến điện áp. Đó, cái đây là cái gợi ý cho các bạn, gợi ý thôi, còn cái này anh em phải có cái chuyên môn tí nữa. Đấy, phần gợi ý, nếu điện áp dao động trung bình trong khoảng 700 cho tới 1.000mV là dư xăng. Anh em hiểu không? Đấy, cái này là anh em thợ bơm hơi vá lốp cũng biết, nhìn vào cái khoảng giải cảm biến O2 từ 700 cho tới 1.000 là dư xăng. Dư xăng lúc này có nghĩa là sao? Là trong đấy thừa nhiên liệu thì đương nhiên sẽ là thiếu oxy, bởi vì nó đốt hết oxy rồi mà. Thừa xăng. Nếu điện áp dao động từ 0 cho tới 300mV, nó để cho anh em tất cả tam mao cùng biết, milivolt là thiếu xăng. Từ 0mV cho tới 350mV là có nghĩa là tam mao thiếu xăng. Tiếp tục nó chỉ cái ngón tay bổ sung thông số trên đúng khi xe đang ở chế độ garanti và nhiệt độ động cơ phải trên 80 độ C. Phải đúng garanti nha. Là lúc này nó chỉ tiếp khi lỗi nên vệ sinh cảm biến O2, kiểm tra tất cả cảm biến hoặc kim phun, tia lửa điện, ống bô, nghẹt bô chẳng hạn như vậy, áp suất bùng đốt. Đấy, ở đây anh em phải đọc kỹ chỗ này, ở phần này. Các thông số trên đúng. Đấy là phải RPM đúng. À, thằng tam mao nào cái này Đình Tuấn cũng biết được. Cái này nó chỉ là gợi ý cho anh em thôi. Còn khi mà anh em học ở đây thì anh em cũng biết rồi. Thì cái này thì ai cũng biết hết nếu anh em được học. Còn cái này viết cho anh em là bơm hơi vá lốp. À, mà bơm hơi vá lốp thì chẳng biết áp suất bùng đốt bao nhiêu. À, thì cũng toang. Kim thay kim lô vào thì cũng toang. Đấy, và cái quan trọng nhất là cái đôi tay. Nó gợi ý thôi, nhưng cái quan trọng là các bạn phải sửa. Rồi đó. Tiếp tục gợi ý bướm ga. Chấm than. Rồi. Giá trị cảm biến từ 0 cho tới 290mV là đứt dây. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, đứt nguồn 5V VCC hoặc ngắt mặt dây tín hiệu cảm biến với mát cảm biến SG và mát sườn. Giá trị đấy, cảm biến từ khoảng 4V9 đấy, nó treo cao ở khoảng 4V9
thì ngắt mặt dây tín hiệu cảm biến với dây VCC hoặc đứt dây mát. Cái này nó gợi ý thôi, có khi các bạn được học thì nó nhanh lắm, mới cái này chỉ là tích tắc. 4 triệu mấy nhá, anh em nào cần ngày mai em bán luôn. Đây tang tặng mọi người nhóm học online. Rồi thì cái này nó đang ngoài giải, anh em phải coi kiểm tra RPM. Phun nhiên liệu cũng đỏ đỏ. Do cái này do tốc độ động cơ không tốt, bởi vì nó cho phép chúng ta là từ cái mực 1600 cho tới 1800, nhưng ở đây có 1400 thì anh em phải chỉnh cái RPM này cái đã. Đó, mới này đang đỏ hết đấy, mọi người thấy không? Có cái nhiệt độ động cơ này ok, nó bảo là tốt. Cái nhiệt độ khí nạp này nó cho anh em từ 20 đến 60 là tốt ở môi trường chúng ta. Đấy, bình ắc quy là hơi không tốt rồi đấy. Đấy, chẳng hạn như thế, ở đấy không? Đấy, cũng được. Tam mao này cũng được. Rồi, cho RPM lên. Đó, anh em thấy không? Tất cả là ok này. Đó, thấy không? RPM sai cái là góc đánh lửa sai ngay. Đó, 7.0 này. Ok. Tuyệt vời. Như mẹ cháu thì chợ mọi người đấy không? Chỉ cần đơn giản RPM này chuẩn. Thời gian phun này ngon. Góc đánh lửa này ngon. Bướm ga không nói rồi. Điện áp oxy đẹp luôn. Tất cả ở trạng thái màu xanh. Giá trị tối ưu nguyên liệu SM đang điều chỉnh trạng thái trừ 7. Xe này chuẩn không cần chỉnh, lấy tiền. Ok, tuyệt vời. Đó. Anh xin đóng góp ở Sơn Nam. Cái máy này nó chỉ gợi ý thôi. Máy mà mua về để làm được thì đâu cần đi học. Bây giờ mình hướng dẫn cho mọi người máy rơi vào khoảng bao nhiêu phần trăm, học được bao nhiêu phần trăm. Cái quan trọng nhất là cái đôi tay này. Cái quan trọng nhất là một thằng thợ sửa xe máy nó phải có đôi tay, có kinh nghiệm. Dù các bạn đi học ABC bờ cờ, các bạn có cái máy mà các bạn không có xe thực tập, một năm mới làm được khoảng 10 con xe ga vít. Một thằng thợ một ngày nó làm khoảng 10 con xe ga, mà một thằng thợ một năm 12 tháng mới sờ được 10 con xe ga thì không thể nào bằng một thằng thợ một ngày sử dụng được 10 con xe ga được. Đấy, cái này sẽ là gợi ý cho các bạn. Còn bây giờ các bạn là không biết cái cảm biến nào thì cũng toang. Đấy, đẹp không? Đấy, hôm nay mình chia sẻ với mọi người. Nó là đọc, xóa dữ liệu, kiểm tra khí thải. Phân tích dữ liệu. Chức năng đặc biệt. Lưu giữ. Đấy, chức năng đặc biệt này. Đấy, chức năng đặc biệt có gì? Cài đặt là SM. Đọc lỗi lịch sử. Xóa lỗi lịch sử. Đấy, cài đặt là SM. Cài đặt là SM, bạn có chắc chắn không? Trong chức năng đặc biệt. OK. Reset SM thành công, tắt bật khóa điện, nổ máy 10 phút để thiết lập. Trong chức năng cài đặt có cái gì? Xanh như tờ châu xanh, nhỉ sư phụ. Ok. Nó bóp chết những máy đối thủ mà KK. Đấy, tuyệt vời. Đấy, đọc lối lịch sử. Chẳng có cái gì rồi. Chạy cực nhanh. Thằng này nó nghiên cứu chạy nhanh thật. Đấy, chức năng đặc biệt xem dữ liệu động cơ. Đấy, dữ liệu động cơ ngày 14 tháng 8 vào lúc mấy giờ. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, chỉnh lại giờ.
14 tháng 8 2022. Đấy, chúng ta xem lại dữ liệu động cơ ngày hôm nay đấy. Ngày 14 tháng 8 này, 2022. Vào lúc 10 giờ 2 phút chẳng hạn như thế. Xem lại. Hay nó lưu lại đấy, lưu xem lại dữ liệu đã lưu, vậy là người tải phết. À, kiểm tra ký thải có cái gì? Đấy, kiểm tra ký thải, đó tóm tắt lại những cái con. Đây, đổ cái đó. Hay chỗ này. Đó, kiểm tra ký thải. Nó bao gồm tất cả những cảm biến ok hết rồi, những này chúng ta cho chúng ta phân tích. Đây, tỷ lệ hòa khí AF đẹp nhất ở cái tuổi trăng tròn, ở cái tuổi 18 đôi 10 là 14,7 trên 1 gram xăng. Ví dụ đây, tỷ lệ hòa khí hay hết. Cho vào mấy cái này có gì không? Không có gì cả. Rồi, bây chấm than rồi. Xung run. Đây, thời gian full này anh em không? Đấy, cái này gọi là tim điện mặt. Đó, ngắt full này. Đó, không? Đấy. Tim điện đồ. Cái này anh em đi bệnh viện anh em hay đo nhịp tim đấy. Cái này khách hàng hơi bị khoái, ồ ma dọa khỉ anh em hiểu không? Đó, anh chị thấy không, xe anh chị có tim này. Đó, nhịp tim của anh chị từ 0 này. Đấy, cho tới 4.8 này. Đó, tim này, tim xe của anh chị này là không tốt. Đó, cái kim này của anh chị không tốt, phải thay kim. Đó, kim này đái rồi. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục cái gì? Cái này cảm biến O2. Đỏ đỏ đi, đỏ đỏ là khách hàng biết. Nguy hiểm. Đây, 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 đây. Anh em vào đây này. Vào đây anh em mới lấy tiền mới ngon này. Đây, chờ chút. Trời ơi anh chị ơi, xe của anh chị là cảm biến góc đánh lửa này. Trời ơi, xe này đang có vấn đề báo đỏ quá chị ơi. Rồi, thời gian full của anh chị cũng đỏ này. Xe của anh chị là được mỗi cảm biến này là ở màu xanh là ok này. Hai cái ok này, ba ok này, bốn ok này, năm ok này. Cái này sai này anh chị ơi, bình ắc quy đang có vấn đề này. Đó, anh chị thấy màu đỏ không? Đó, bản thân của các chị cũng có màu đỏ. Hay bản thân anh chị ra ngoài đường cũng có đèn đỏ. Đấy. Thôi thôi, chú sửa giùm chị đi. Chị không khoái đỏ lắm đâu. Đấy. Máy bảo hành tẹt bô. Đấy, mọi người không? Thôi chú sửa giùm chị đi, bao nhiêu tiền cho chị xin cái toa đây. Cuộc đời chị thì chẳng thích đèn đỏ đâu. Đấy. Chị nay có đến tháng không mà đèn đỏ thế chị. Thêm ô tô ok. Thêm ô tô hay vết nhở. Đấy, mọi người không? Hộp gỗ ngon lành, cả đào cáp hơi bị ngon nha anh em. Đồ cục nhỏ này, xa trên 20 mét vẫn kết nối được. Có vẻ là ví dụ chúng ta sửa xe ở khu vực ở đây. Rồi, khách hàng ngồi ở ghế này đi. Rồi, khách hàng đang ngồi ở đây. Đấy thì chúng ta ra, chúng ta tư vấn bảo chị ơi, xe của chị đang sai cái này này. Sai cái này này. Chúng ta không cần phải gọi khách tới. Đấy, chúng ta chỉ cầm cái điện thoại này đi. Chị ơi, xe của chị những con cảm biến này đang đèn đỏ. Đấy, chị ơi này, đó, ngồi đây. Rồi, chú kêu xem của chị này, đấy, chị thấy không, không tốt này.
trạng thái này. Trời ơi, cái máy gì của chú mà thông minh thế. Dạ, bữa nay thời buổi chuẩn bị 5.0 rồi chị ơi. Nó báo hết. Nó đơn giản mà chúng ta đi khám tổng quát vậy. Hết mấy chục triệu. Tim không tốt. Máu có vấn đề. Rồi, gan này có hơi bị vấn đề này chị này. Đó. Đúng không? Rồi, nước tiểu của chị tốt nè. Rồi, tim của chị tốt nè. Đúng không? Ê, tốt tốt. Rồi, ắc quy của chị đang có vấn đề nè. Đấy, ắc quy của chị không tốt tí nào hết á. Đấy, sạc của chị không tốt. Đấy, chú coi giùm chị đi. Rồi, sữa này hết bao nhiêu chú nhỉ? Con này làm hết khoảng 1.8 triệu. Rồi, ok, bắt đầu vào làm. À. Rồi, bắt đầu vào làm. Khách hàng sẽ nhìn thấy tốt 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 hết. Tốt 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 tốt. Khách hàng sẽ nhìn thấy tất cả trong quá trình xử lý, trong quá trình khoảng 30 phút sau ra test lại với khách hàng, tất cả đều tốt 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 tốt. Đó. Rồi, cái xe này em kiểm tra lại, vệ sinh lại sạc cho chị thôi. Cái này là miễn phí nè. Đấy, chị thấy nãy cái bình điện của chị không tốt không? Sạc không tốt không? Em miễn phí cho chị gái nha. Rồi, tất cả em làm cho chị ở trạng thái đều tốt cả. Chị gái của em hôm nay tất cả đều tốt. Sao chú ơi, cái này còn nhấp nhô màu đỏ chú nhỉ? Yeah, chị gái chờ em một chút xíu nữa cho nó khỏi hết nhấp nhô luôn. Yeah, chị gái chờ em một chút xíu. Em sẽ xử lý nốt ở vấn đề cái con này đang có vấn đề. Rồi, chị gái thấy không? Tất cả đều tốt. À. Rồi, em chụp hay là em gửi cái gì cho chị gái? Tất cả là hôm nay là ngày bao nhiêu? 14 tháng 8, xe của chị gái tất cả ở trạng thái đều tốt. À, trạng thái tất cả đều tốt. Tốt hết. Yeah. Rồi, gửi Zalo. Tốt hết. Chị gái thấy không? Rồi, tốt hết. Phát ra. Rồi, và xem lại ảnh. Rồi, cho chị gái nè. Đó, chị gái thấy không? Hôm nay là ngày 14 tháng 8. Em làm cho chị gái tất cả đều tốt. Đây, tốt. Tốt hết. Cảm ơn chú nhiều. Trời ơi, xe của chị... Hôm nay mới gặp được chú, tất cả chú đều làm cho chị đều tốt cả. Chị thấy không? Ở trạng thái tất cả là màu xanh. Ok. À. Rồi, mọi người nào yêu có mấy triệu nổ tài khoản đi mọi người ơi. Ủng hộ luôn đi. Mấy triệu. À. Có mấy triệu à? Anh em nào nổ tài khoản cái dư tiền có mấy tờ rau xanh về hù ma dọa khỉ chơi. Yeah, cực kỳ tiện lợi. Má như quả mìn đấy. IA kết nối đồ ngon lành, chạy như tên lửa. Người thấy không? Đấy, cáp yếc cho anh em gọn lẹ. Ok, RBM 1600-1800, thời gian full 2.2, gọn đánh lửa. Tốt thế. Đấy. Rồi, tặng anh em nhóm học online luôn. Mọi người có thể ok không? Cứ phải cho chị mãn kinh rồi chị mới cho thích. Tìm mô tô. Người lắm tiền như mô tô Tuấn Thảo chắc mai bụp cái. Thằng nào nó viết cho cái này mà quá cao thủ. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, anh em nào ủng hộ cái bộ này nổ tin tin đi. Mấy triệu bạc anh em ơi. Rồi, còn cái VVD này để anh em làm gì? Review. Đấy, để chúng ta xóa tất cả nút nhấn K01, K77, K35, K29 và chúng ta làm Piaggio Vespa. Alo, alo. Sau giới thiệu sản phẩm, trước sử dụng máy,
sau bán máy anh em nào yêu mến thì ủng hộ nha. Đây, alo alo, vừa rồi anh em nào hỏi nhiều ấy, đợt này về còn khoảng hai cái nữa thôi. Rồi, tiền nhiều để làm gì? Tối hôm qua, ngày hôm qua mình đi mẹ bay bay hết hai bộ này nha anh em. Tiền làm được mà, mình phải đi chơi. Khá xịn sò. Rồi, alo alo. Cái này nó rẻ quá anh em. Rồi, bán cái này hướng dẫn anh em mỏi cổ lời được 3 400 ngàn, 500 ngàn chưa tới nữa. Thôi anh em nào cảm thấy cái đó đắt tiền không mua thì mua nồi. Rồi, búa ba càng về nhà tái sử dụng với chuông zin. Cảm thấy video tối nay có hữu ích để chúng ta chiêm ngưỡng được tất cả những công nghệ thì ok, ngày mai ủng hộ hai bộ nồi tái sử dụng với chuông zin. Rồi, nếu anh em nào ok combo mua cả bộ. Đúng không? Đấy, nồi niêu song chảo chống rung, chống rật. Đây, còn anh em nào mua thiết bị kiểm tra. Kiểm tra CKB, kiểm tra gì? Kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp cho CKB. Kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống cột điện 3 pha. Kiểm tra được gì? Kiểm tra được CKB sống hay chết. Kiểm tra được gì? Kiểm tra tất cả những cảm biến VS của Honda và Yamaha. Kiểm tra được gì? Kiểm tra được cảm biến APS cho tất cả những dòng xe. Rồi, tay ga Đình Tuấn 0909 755 993, nguồn DC 12V. Kiểm tra cảm biến VS, kiểm tra dây cảm biến APS. Ở đây đúng không ạ? Sẽ kiểm tra CKP và ở đây sẽ kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống 3 pha. Ở đây đã ghi cho anh em đầy đủ chữ và đồng thời đều có video gửi cho anh em đường link để chúng ta sử dụng cực kỳ là đơn giản. Kiểm tra CKB, cái này là kiểm tra CKB rời ở bên ngoài thì chúng ta sử dụng ba cái jack này tương đương cho Honda và IA, đó là kiểm tra IC rời. Giá 1 triệu tặng cho cái quyển chân IC. Giá 1 triệu tặng anh em quyển chân IC của 2022. Rồi, cái này là cái gì? Cái này kiểm tra VS của Honda và IA. Cái này là cái gì? Cái này sẽ kiểm tra cho anh em sợi dây APS. Đó, hai sợi dây. Cái này sẽ là gì trong ba sợi dây màu đỏ? Ở đây sẽ là kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống cột điện 3 pha. Đấy. Ok, con yêu. Sao giờ này uống thuốc? Nhanh lên. Rồi, còn 3 giây còn lại là gì? 3 giây còn lại để chúng ta kiểm tra được giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKP. Đấy. Coi mặt dây và IC có chết hay không. Giá 1 triệu tặng bộ tài liệu chân IC khóa Sparky phanh ABS. Đăng ký ngay 1 triệu. Rồi, hai kẹp pin. Rồi, kèm theo hai cục chì sơ cua và bốn cái rắc này để chúng ta nối với những cái dây APS, cái và cái thì chúng ta phải ở cái thân này ở giữa để chọt vào nhau. Thay vì chúng ta phải bẻ cộng chia kém thì đây sẽ đi kèm cho anh em bốn cái chì kim. 1 triệu. 1 triệu Việt Nam đồng được tặng một quyển chân IC đầy đủ của 2022. IA Honda Piaggio SQM Suzuki và chân tất cả của SU và chân của APS. 1 triệu quý vị ủng hộ đi. Hàng mới về. Quá ok. Và đêm nay quý vị nào ok ủng hộ nốt lọc gió mua 1 tặng 3, mua 10 tặng 3, có anh em nào mua ủng hộ luôn 20k một cái, mua 10 cái tặng 3 cái. Ok không? Đấy, nó chỉ còn vài cái này nữa thôi. Ngày hôm qua, ngày hôm kia thì Tuấn bận không live stream, lọc gió đã hết. Mua 10 tặng 3 cái lọc gió P6. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi một chuyến cuối là mua 10 cái Boe được tặng 3 cái lọc gió của P6 hoặc là Novo 1, 2 hoặc là Mio.
Những anh em ở khu vực phía Bắc, Đình Tuấn trên tay còn khoảng 20 tấm lọc gió của Lít và SCR giá 20k một cái. Có anh em nào yêu quý ủng hộ cho mỗi người 10 cái để kết thúc cái lọc gió này để cho nó rộng tiện được không ạ? 20k một cái, 10 cái có 200 ngàn và 20 cái chỉ có 400k. Về nhà anh em thay khoảng mấy cái là đủ lại vốn. Rồi, có anh em nào yêu quý ủng hộ mua 10 cái tặng 3 cái nhé cả nhà. Đây, SCR và Lít. Hãy ủng hộ cho Đình Tuấn, nói từ bấy giờ khối họng đúng không ạ? Coi như cái này bán lỗ rồi đấy. Cái này không có lời đâu. Rồi, lọc gió Way RS, có anh em nào ok thì ủng hộ không ạ? Way S110 và RS. Đó. Đó, Way S110 và RS, có anh em nào yêu quý thì ủng hộ cho em. Đấy, cho nó nhanh hết phim. Rồi, cái này cũng Way S và RS110. Rồi, em còn ít cái lọc gió của Phu trong tay, em còn khoảng 10 cái của Futuze 125. Có anh em nào yêu mến thì ủng hộ em nốt đi ạ. Mua 10 tặng 3 cái lọc gió của Basic luôn. Hết hàng. Đó. Rồi, trên tay em còn khoảng 15 cái của Novo LX. Có anh em nào yêu quý thì ủng hộ đêm nay luôn ạ. Mua 10 cái tặng 3 cái luôn. Đúng không ạ? Em xả hàng để cho cửa hàng này nó rộng tí ạ. Novo LX mua 10 tặng 3 cái Basic. Rồi, có anh em nào còn kiểu A Black và Clip bình xăng chế cơ đúng không ạ? Ủng hộ nốt Đình Tuấn đi, trong tay mình còn khoảng 20 cái, mới anh em ủng hộ 5 cái đi ạ. Mua 10 tặng 3 đúng không ạ? Mua 5 thì tặng 1. Mua 10 tặng 3, mua 5 tặng 1. Ủng hộ mình đi nha. Đấy, có mỗi tay gà xuân dần, cứ chốt có mua bao giờ đâu. Cứ chốt luôn thôi. Mẹ tình nghĩa anh em mà không chịu ủng hộ, chán hết cả cuộc đời. Đó. Thêm mô tô sư phụ cho em hỏi tí, em đang có con xe Vision 2021 đang bị ở ban đèn pha hứng lên thì sáng, còn không hứng là nó tắt là bị sao. Vậy cái xe này nó phải chạy theo cảm hứng rồi, ăn thêm mô tô, bởi vì nó có hứng thì nó mới sáng, nó giống con người chúng ta rồi. Rồi, có anh em nào ok thì ủng hộ em nốt mấy cái lọc gió này đi em. Anh em ơi, cho em rộng nốt cái nhà này tí mọi người ơi. Ok, có 20k một cái, mua 10 cái tặng 3 cái, mua 5 cái tặng 1 cái. Pesit. Năm mươi cái gì tay ga xuân dần. Mày 50 cái về nhà để ông đốt đuốc à? Đổ xe nó bụi này, mai chùm áo mưa vào xịt con xe nó bụi hết. Có anh em nào SCR và Lít và SCR khu vực phía Bắc không ạ? Ủng hộ nốt đi anh em ơi. Rồi, đêm nay sẽ là đêm cuối không ai ủng hộ. Rồi, em xin phép được chốt like, được kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi. Đêm nay móm nhưng vẫn vui. Đêm nay ở nhà em. Đây còn Vision này đang độ chế này. Đấy, mọi người hiểu không? Đó, Vision. Vision này đang độ chế hết anh em nha. Thấy đủ các kiểu trên đời con Vision này. Đó, tông té con thằng Vision, thằng này chạy té liên tục. Đây, lên cảng, lên tá lạ hết. Hết bắn to xuống bắn nhỏ. Cho em 10 cái lọc gió AP. AP 110 10 US tặng 3 cái của Novo LX đi sư phụ. Ngoại sư phụ bán lỗ lắm rồi ấy. Long Châu Clit AP 20 cái rồi, cảm ơn anh em. Đâu những anh em này, anh em tốt này. 20k một cái, anh em nào yêu mến thì ủng hộ em. Lỗ lắm rồi mọi người ơi, chẳng qua em xả hàng em bán cho mọi người, nói từ tối giờ khản hết họng. Anh Long Châu ơi, anh nhắn tin vào cái Zalo 0909755993. Anh Phạm Minh ơi, nhắn tin cho em vào 0909755993, cảm ơn anh em.
hoặc là em chụp màn hình tí em sẽ inbox lại mọi người. Đây còn SCR, anh em nào yêu mến thì ủng hộ nốt đi cho nó rộng nhà anh em ơi. Thấy cái nhà nó nhỏ này không? Ngày xưa em mua tới 50 triệu tiền lọc gió. Bữa nay nó nhiều quá mọi người hiểu không? Đây này, cái này của 110 này, à, cái này của AB Lux Glitch Vision K44 hết rồi anh trai ơi, không còn. Chỉ còn của AB Lit SCR. Rồi, WR SX WS110. Đấy và Future 125 Future. Bán 20k một cái, nhà thật sản xuất bán ra cũng không đủ 20k một cái. Khả hết họng. Anh em muốn tẩm dầu thì Tuấn inbox cho cái về nhà pha ít dầu, mấy ít nhớt xịt vào phát thần lọc gió tẩm dầu. Anh em vậy chưa gặp chuyên môn rồi, ngày xưa có nhiều cao thủ chuyên môn người ta gọi là độ chế anh em về nhà, biết tại sao không? Pha ít dầu nhớt đấy. Đấy, xịt vào phát dùng cái Victor đấy, xịt phát mẹ đen thui lùi ngay, thần lọc gió có tẩm dầu. Đen thui lùi. Đen nhiều hay đen ít tùy theo anh em pha nhớt và đồng thời với dầu. Nó thành ngay boe lọc gió tẩm dầu ngay. Rồi video của em đến đây xin phép tạm dừng. Xin chào mọi người, hẹn những mọi người clip vào đêm mai. Thank you. Đúng. Phê quá rồi mọi người ơi. Nói hết tiếng rồi. Mấy giờ ta? 9:50. Em like từ mấy chưa được một tiếng. Cho mình bộ giả lập và bộ chân IC. Ok, ngày mai em gửi lọc gió, gửi tài liệu cho anh và đồng thời gửi bộ giả lập mình luôn đúng không? Vẻ triệu bạc anh em ơi, bỏ ra 2 tờ châu xanh. Về nhà xe nó không dám hành nữa anh em ơi. Tự nhiên một con xe anh em hiểu tại sao không? Và báo lỗi 52. Ở trên đời này nhiều lúc rất nhiều anh em thợ đang gặp vấn đề con xe báo lỗi 52 luôn. Không biết cách kiểm tra luôn. Đó. Thì thay vì anh em có này, anh em cắm bịch phát xong 52 đúng không? Cắm chắc này. Đấy. Đây hai giắc này. Cái giắc này của IA. Giắc này Honda, cắm vào bật khóa điện lên, điện áp 7 đến 10V là đường dây và mặt của IC tốt, vấn đề còn lại tháo ra thay CKB. Ăn bao nhiêu cũng hết. Bỏ có mối chừng này ra là xong. Tặng cho một chân IC trắng đen full toàn tập của 2022. Đó. 5 tờ xanh xanh, 1 tờ châu xanh. Thế là xong. Tặng cho bộ chân IC trắng đen. Triệu bạc quá rẻ. Gì đấy? Cậu buồn vì ai? Anh nhắn tin Zalo giùm em cái anh trai ơi. À, Nguyễn Thành Lâm chào anh trai. Cậu buồn vì ai? Anh nhắn tin Zalo giùm em cái đi để em kiểm tra cái. Này vào Zalo giùm em cái này, 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 này. Đây các anh bấm vào Zalo 0909 755 993 hoặc các anh lưu em cái tên lại luôn. Đấy, tên em tên gì, tên Tam Mao hay tên Tuấn hay Tay Ga Tiền Tuấn, mọi người lưu em cái số này lại cái. Đấy, khi mọi người cần cái gì mọi người chỉ cần vào đây mọi người bật vào cái hoặc là tìm Tay Ga Tiền Tuấn cho nó ra ngay. Hoặc là số điện thoại mọi người nhập vào cái giúp em chúc. Em yêu mọi người nhiều. Thôi video đến đây cũng xếp phép tạm dừng rồi. Phiêu quá rồi. Em phải giữ sức cho những hành trình kế tiếp nữa mọi người ạ. Đây. Em để màn hình gần này mọi người lưu lại giùm em cái đi. Rồi. À.
cậu buồn vì ai ở đây lên toa rồi mà. Ok, cậu buồn vì ai? Trời, do Facebook với Zalo nó khác nhau nên đôi khi nó hơi bị lầm lỗ. Rồi, ok. Mr. Cường. Rồi, ông Cường này mai ông có mặt ở Hà Nội lấy sở mô tun nha. Rồi, sở mô tun đang kết nối từ đội vận chuyển đến Yên Nghĩa, Hà Đông, quận Hà Đông, Hà Nội rồi. Ngày mai sẽ nhận hàng. Hoàng Lực gọi cái gì đây biết. Chuẩn bị nhận. Rồi, xin chào.